Các bạn đang nghe truyện ta có hệ thống thần cấp vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 138, Mua xe Sau khi đồng ý dạy lục tư giao võ thuật, họ hẹn lịch dạy. Lịch dạy phải phù hợp với thời gian rảnh của cả hai. Nói thẳng ra là phải phù hợp với thời gian rảnh của lục tư giao, bởi vì công việc của Lưu Tiểu Viễn rất tự do, anh có thể đi làm bất cứ lúc nào, Tiểu Viễn, sau khi tan làm anh có thể dạy tôi không? Lục tư giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu nũng nịu hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, không vấn đề gì, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của công chúa, Lưu Tiểu Viễn, anh thật tốt. Lục tư giao tặng Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt tình tứ, rồi cầm đôi đũa trên bàn, cấp thức ăn cho Lưu Tiểu Viễn vào bát. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục tư giao về đến cửa nhà, ban đầu Lục tư giao còn mời Lưu Tiểu Viễn vào ngồi chơi, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng lần sau sẽ đến, lấy cớ là khách sạn còn chút việc phải tự mình xử lý nên từ chối nhìn bóng lưng lưu tiểu viễn rời đi lục tư giao chu môi nói hừ nhát gan còn sợ tôi ăn thịt anh sao trở về khách sạn lưu tiểu viễn chào dương tử hà một tiếng dương tử hà mỹ đến cảnh lưu tiểu viễn và lục tư giao nói cười vui vẻ bỗng nhiên ghen tung nổi lên nói đưa bạn gái về rồi à lưu tiểu viễn làm sao không nghe ra giọng ghen tung trong lời nói của dương tử hàm nếu một cô gái ghen tung trước mặt bạn thì chứng tỏ cô gái đó có tình cảm với bạn lưu tiểu viễn tuy rằng về mặt tình cảm chỉ có thể coi là gà mờ nhưng đạo lý đơn giản này anh vẫn hiểu ôi chao sao ở đây tự nhiên lại có mùi giấm thế này chẳng lẽ ai đó làm đổ bình giấm rồi sao lưu tiểu viễn nói xong liền nhìn dương tử hàm với vẻ mặt treo chọc dương tử hàm thấy lưu tiểu viễn phát hiện ra tâm tư của mình còn treo chọc mình xấu hổ đỏ mặt lập tức cúi đầu xuống tổng giám đốc dương tử hàm lộ rõ vẻ trẻ con tức giận dậm chân lưu tiểu viễn chỉ đành coi dương tử hàm là một cô gái nhút nhát nếu mình treo cô ấy thêm vài câu nữa cổ kế cô ấy sẽ phải chôn đầu vào giữa hai chân mất vì vậy anh không treo dương tử hàm nữa được rồi không treo cô nữa tử hàm tan làm đợi tôi tôi đưa cô về nói xong lưu tiểu viễn liền đi đợi lưu tiểu viễn đi rồi dương tử hàm mới dám ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng lưu tiểu viễn trái tim như nai con loạn đập buổi tối tan làm lưu tiểu viễn đi xe máy đưa dương tử hàm về nhà cố ý vào nhà dương tử hàm ngồi một lát mục đích là để thăm mẹ dương tử hàm tối qua thông qua triệu hồi thần y hoa đà chẩn đoán muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ dương tử hàm cần phải có một vị thuốc gọi là tuyết hương thảo hơn nữa phải tìm được trong vòng một năm vì mẹ dương tử hàm chỉ có thể cầm cự được một năm nữa đối với tuyết hương thảo này lưu tiểu viễn chưa từng nghe nói đến sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng lên mạng tìm kiếm, nhưng căn bản không có bất kỳ thông tin nào về tuyết hương thảo. Nếu không phải chẩn đoán này là do thần y biển thước đưa ra, Lưu Tiểu Viễn còn hơi nghi ngờ tính xác thực của chẩn đoán này. Sau khi ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn xin phép ra về, Dương Tử Hàm đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cửa, đi được nửa đường thì trời như treo nguy Lưu Tiểu Viễn, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước đổ xuống, tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay. Cũng thật khéo, gần đó không có chỗ trú mưa, trên xe cũng không có áo mưa, kết quả là trong chốc lát, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành một chú gà ướt. Chết tiệt. Ngày mai tao sẽ đi mua xe, xe mày còn làm mưa tạt vào tao được không? Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đồng thời đã quyết định ngày mai sẽ đi mua xe, khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn ướt đến cả quần lót. Lấy điện thoại ra xem, ôi thôi, chiếc điện thoại đã theo mình 2-3 năm, năm xưa mua 800 mấy, giờ cũng hỏng rồi, xem ra ngày mai mua xe thì tiện thể mua luôn điện thoại. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Lưu Tiểu Viễn nói với bố mẹ ý định mua xe của mình. Mẹ lập tức phản đối, nói rằng nhà đã có xe máy, mua ô tô làm gì? Để dành tiền cưới vợ. Bố thì đồng ý mua xe, nói rằng bây giờ thanh niên nên có xe, đi đâu cũng tiện. Sau đó, dưới sự nỗ lực chung của bố và Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ. Ăn sáng xong, cả nhà cùng Vương Tuyết Kỳ đến cửa hàng bán ô tô 4S của thị trấn cửa hàng ô tô ở thị trấn như của lưu tiểu viễn không có một thương hiệu cố định nào trong cửa hàng có khá nhiều thương hiệu điều này có ưu điểm cũng có nhược điểm ưu điểm là không cần đi nhiều có thể xem xe của các thương hiệu khác nhược điểm là mỗi thương hiệu không có nhiều mẫu xe đến cửa hàng bán ô tô nhân viên lập tức nhiệt tình tiến lên hỏi cần giúp gì xem mẫu nào bố mẹ lập tức đi đến bên chiếc xe tải nhỏ chỉ vào một chiếc xe bảy chỗ nói chiếc này tốt nhìn dài thế này Chắc chắn ngồi được nhiều người, bố cũng đồng ý, vì trong quan niệm tiêu dùng của bố mẹ, phải bỏ ít tiền nhất để mua được chiếc xe mà họ cho là đáng giá nhất, bất kể xe là thương hiệu gì, cấu hình gì, những thứ đó không quan trọng, vì họ không hiểu những thứ đó, những cấu hình đó họ cũng không nhìn thấy. Tiểu Viễn, mua chiếc này đi, vừa rồi mẹ hỏi rồi, mua hết 6 vạn mấy, hơi đắt. Mẹ kéo Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với chiếc xe 7 chỗ này, Lưu Tiểu Viễn không ưng ý vì trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn thiên về xe 5 chỗ hoặc SUV 5 chỗ. Bố, mẹ, con thấy chiếc xe kia đẹp. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào một chiếc xe ô tô nội địa mới ra mắt không xa, cả về ngoại hình, cấu hình và giá cả đều được coi là chấp nhận được. Chiếc xe đó nhỏ quá, không to bằng chiếc này, không chở được nhiều người bằng chiếc này. Mẹ lắc đầu nói không được. Bố cũng đồng ý, khuyên Lưu Tiểu Viễn mua chiếc xe 7 chỗ này. Thấy vậy, lưu tiểu viễn thực sự hối hận vì đã gọi bố mẹ mình đi mua xe cùng biết thế thì mình đã chém đinh chặt sắt trước rồi ồ không phải lưu tiểu viễn sao đúng lúc này một giọng đàn ông vang lên bên tai lưu tiểu viễn nhìn theo hướng phát ra tiếng thấy một người đàn ông trạc tuổi mình đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ tay phải kẹp một chiếc cặp da to trông giống như một ông chủ bên tay trái của người đàn ông này một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt thân mật khoác tay anh ta đôi giày cao gót dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch. Tần Minh Lưu Tiểu Viễn nhận ra người đàn ông này ngay lập tức. Người đàn ông tên Tần Minh này là bạn cùng lớp cấp 3 của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhớ Tần Minh rất rõ, bởi vì có lần Lưu Tiểu Viễn không đủ tiền, đã vay Tần Minh 10 đồng để mua tài liệu học tập. Kết quả là, chưa đầy một ngày, Tần Minh đã đòi Lưu Tiểu Viễn trả tiền, lúc đó Lưu Tiểu Viễn không có tiền, nói với Tần Minh rằng sau khi nghỉ hè về nhà, tuần sau nhất định sẽ trả tuy nhiên tần minh không nghe lời giải thích của lưu tiểu viễn chỉ vào mũi lưu tiểu viễn mà mắng mắng lưu tiểu viễn là đồ nghèo kiết nói không có tiền thì vay tiền làm gì đã không có khả năng trả thì đừng vay lúc đó chuyện này đã dán một đòn mạnh vào lòng tự trọng của lưu tiểu viễn nếu không phải lớp trưởng kịp thời kéo ra thì lưu tiểu viễn đã đánh cho tần minh không còn nhận ra cha mẹ sau đó một bạn học cùng lớp tên Đường Huyền đã công khai cho Lưu Tiểu Viễn vay 10 đồng để trả cho Tần Minh, khiến Tần Minh phải im miệng. Vì lúc đó, Lưu Tiểu Viễn không có điện thoại, số quy quy thời đi học cũng mất, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 không lâu, anh đã mất liên lạc với Đường Huyền. Lưu Tiểu Viễn, cậu cũng đến mua xe à? Tần Minh nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, trên mặt nở nụ cười hỏi. Vừa nhìn thấy Tần Minh, Lưu Tiểu Viễn đã thấy khó chịu trong người, cộng thêm câu nói vừa rồi của hắn, nghe như đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn không đủ tiền mua xe. "Anh yêu, đây là ai vậy?" Người phụ nữ bên cạnh Tần Minh thấy Lưu Tiểu Viễn đẹp trai, không khỏi nhìn thêm vài lần rồi hỏi. Tần Minh cười nói, "Cậu ấy à, tên là Lưu Tiểu Viễn, là bạn học cấp 3 của anh, anh còn nhớ năm đó cậu ấy không có tiền mua tài liệu học tập, đã vay anh 10 đồng." "Ôi, chuyện này tôi nhớ rất rõ, Lưu Tiểu Viễn, cậu thì sao?" tần minh nói những lời này với giọng điệu mỉa mai rõ ràng là đang chế giễu lưu tiểu viễn không có tiền hôm nay ở đây không phải trường học lưu tiểu viễn cũng không còn là lưu tiểu viễn năm xưa nữa vì vậy khi đối mặt với sự chế giễu của tần minh lưu tiểu viễn lập tức sa sầm mặt nói tần minh nói những điều này có ý nghĩ gì thấy lưu tiểu viễn tức giận tần minh dường như càng vui hơn cười nói lưu tiểu viễn sao lại tức giận thế dừng lại một chút tần minh tiếp tục nói lưu tiểu viễn hôm nay có cần tôi cho cậu vay một ít tiền để mua xe không phải biết rằng mua chiếc xe này cũng phải mất tới vài chục nghìn đấy cút lưu tiểu viễn nheo mắt lạnh lùng phun ra một chữ không hiểu sao tần minh thấy lưu tiểu viễn như vậy trong lòng không khỏi rùng mình vô thức lùi lại hai bước sau khi ổn định lại cơ thể tần minh vốn định tiến lên lý luận với lưu tiểu viễn nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của lưu tiểu viễn vừa rồi Tần Minh đột nhiên không còn can đảm nữa. Hừ. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, hận thù nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói, em yêu, chúng ta đừng để ý đến tên ăn mày này, chúng ta đi xem xe của chúng ta. Lưu Tiểu Viễn muốn tiến lên tác Tần Minh hai cái, nhưng bố mẹ đã kéo anh lại, nói đừng gây chuyện. Này, mẫu xe cao cấp nhất của chiếc xe này giá bao nhiêu? Tần Minh chỉ vào một chiếc xe liên doanh và hỏi. Nhân viên cửa hàng ô tô trả lời, xin chào, Giá lăn bánh của mẫu xe này là 180.000. Tần Minh nghe vậy, nói, lấy mẫu xe cao cấp nhất của chiếc xe này ra đây, tôi muốn lái thử. Tôi không giống một số người, ngay cả chiếc xe giá vài chục nghìn cũng không mua nổi, còn đến đây xem đi xem lại, mất mặt quá. Tần Minh lại đang chỉ gà mắng chó, mắng Lưu Tiểu Viễn là kẻ nghèo hèn. Người phụ nữ bên cạnh Tần Minh, tay khoác tay Tần Minh, vẻ mặt ân ái, chỉ vào chiếc xe nội địa 7 chỗ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cố ý nói lớn, anh yêu Chiếc xe của chúng ta có thể mua được hai 3 chiếc xe như thế này rồi nhỉ? Thấy Tần Minh và người phụ nữ đó chế giễu gia đình mình, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn dạy cho họ một bài học ngay lập tức, nhưng bố mẹ anh lại ở đây, hai người chắc chắn không cho phép anh làm như vậy. Ngay lúc này, một chiếc xe nhỏ dừng lại trước cửa hàng ô tô, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi bước xuống xe. Khi Tần Minh nhìn thấy người đàn ông này, anh ta giống như con chuột nhìn thấy mèo, vốn định trốn tránh, nhưng chậm một bước, người đàn ông đã phát hiện ra Tần Minh ông chủ, sao ông lại đến đây? Tần Minh thấy mình không trốn được, đành phải cười hì hì chào đón. Sắc mặt ông chủ của Tần Minh lập tức xa sầm, nhìn Tần Minh hỏi, quản lý Tần, anh không phải nói là đi gặp khách hàng sao? Chẳng lẽ người phụ nữ bên cạnh anh là khách hàng? Lưu Tiểu Viễn đã hiểu ra, Tần Minh lừa ông chủ của mình đi gặp khách hàng, thực tế là đưa người phụ nữ này đi mua xe. Vừa rồi còn ra vẻ trước mặt mình, giờ Tần Minh trông giống như quả cà bị phơi sương đây chính là đừng có ra vẻ ra vẻ sẽ bị sét đánh cái này ông chủ ông nghe tôi giải thích tần minh vội vàng nói được thôi vậy anh giải thích cho tôi tôi nghe đây ông chủ của tần minh nói tần minh suy nghĩ một lúc rồi nói ông chủ thực ra tôi định đi gặp khách hàng nhưng vừa ra khỏi công ty bạn gái tôi đã gọi điện cho tôi nói là muốn tôi đi mua xe cùng cô ấy nếu không sẽ chia tay với tôi ông chủ ông cũng biết bây giờ đàn ông nhiều hơn phụ nữ tôi vất vả lắm mới tìm được một người bạn gái không muốn chia tay vì vậy đành phải đồng ý với bạn gái trước mua xe trước rồi mới đi gặp khách hàng ông chủ tôi biết tôi sai rồi tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ chăm chỉ làm việc tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty tần minh cam kết ông chủ của tần minh làm sao tin lời giải thích này của tần minh thừa lạnh một tiếng nói tần minh nếu bạn gái quan trọng như vậy được thôi sau này anh cứ đi chơi với bạn gái hàng ngày đi từ bây giờ anh không còn là quản lý của công ty tôi nữa chiều nay anh đến thanh toán lương tần minh vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay ở vị trí này chưa đầy một năm tần minh đã kiếm được một khoản tiền lớn nếu mất công việc này làm sao tìm được công việc tốt như vậy ông chủ xin ông đừng đuổi việc tôi ông chủ tôi xin ông tần minh chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt ông chủ của mình nhưng ông chủ của tần minh không thèm nhìn tần minh nói với nhân viên cửa hàng ô tô rằng xe của ông ta có chút trục trặc nhờ họ sửa chữa lưu tiểu viễn mỉm cười đi đến bên cạnh tần minh đột nhiên vỗ vai tần minh làm tần minh giật mình thấy là lưu tiểu viễn tức giận nói cậu đến đây làm gì lưu tiểu viễn không để ý đến sự tức giận của tần minh vẫn mỉm cười nói bạn học cũ tôi đến an ủi cậu không phải cậu thất nghiệp rồi sao tôi sợ cậu nghĩ quẩn đến an ủi cậu ồ đúng rồi khách sạn của tôi hiện đang thiếu hai người rửa bát tần minh nếu cậu và bạn gái không ngại thì có thể đến khách sạn của tôi làm việc bao ăn ở đãi ngộ cũng khá tần minh bị ông chủ đuổi việc vốn đã tức tối trong lòng giờ thấy lưu tiểu viễn còn chế giảo tần minh lập tức nổi điên lưu tiểu viễn đồ khốn nạn tần minh giơ nắm đấm đánh vào mặt lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn dù sao cũng là cao thủ ám kình cú đấm của tần minh trong mắt lưu tiểu viễn tốc độ chậm như ốc sên dễ dàng tránh được tần minh tôi nể tình chúng ta là bạn học cũ mới tốt bụng giới thiệu việc làm cho cậu nhưng cậu lại cắn ngược lại không biết điều cậu còn ra tay nữa đừng trách tôi không nể tình bạn học lưu tiểu viễn nói lưu tiểu viễn hôm nay tao phải đánh chết mày để cho mày thằng ăn mày này biết tao có mất việc thì cũng hơn mày thằng ăn mày này gấp trăm lần gấp nghìn lần tần minh giận dữ gào lên nói xong Tần Minh giơ nắm đấm như một kẻ điên lao vào Lưu Tiểu Viễn. Và nhân viên nam trong tiệm ô tô thấy vậy, lập tức định tiến lên can ngăn, ai ngờ Tần Minh lại gào lên với các nhân viên nam trong tiệm ô tô, "Cút hết đi, cẩn thận tao đánh cả bọn mày." Các nhân viên trong tiệm ô tô nghe vậy, từng người đều lộ vẻ tức giận, nếu không phải vì công việc, có khi mấy nhân viên nam đó đã ra tay cho Tần Minh một trận rồi. Bị nhiều người vây quanh, Tần Minh đảo mắt nhìn xung quanh rồi lao về phía khu sửa chữa, "Mau chặn cậu ta lại." Ban đầu nhân viên cửa hàng ô tô còn chưa kịp phản ứng đến khi nhận ra tần minh định làm gì thì đã muộn tần minh đi đến khu sửa chữa lập tức cầm một thanh sắt dùng để sửa xe lên rồi lao tới thấy thanh sắt trong tay tần minh đám nhân viên cửa hàng ô tô đều sợ hãi tản ra cái gọi là chết bạn chứ không chết mình chính là đây chuyện giữa tần minh và lưu tiểu viễn bọn họ lười tham gia vào lưu tiểu viễn mau quỳ xuống cho tao nếu không thì cẩn thận tao dùng thanh sắt này đánh gãy chân mày tần minh hung hăng quát lớn lên lưu tiểu viễn nhìn tần minh như nhìn một thằng ngốc lòng thầm nghĩ tưởng mày cầm thanh sắt thì tao sợ mày chắc tần minh mày đang đe dọa tao à lưu tiểu viễn mỉm cười nhìn tần minh tiểu viễn mau tránh ra mẹ của lưu tiểu viễn lo lắng hét lên không được đánh anh trai của tôi vương tuyết kỳ hét lớn đột nhiên giật tay khỏi tay mẹ mình rồi chạy về phía anh ta tần minh thấy vương tuyết kỳ chạy tới thì hai mắt sáng lên giống như kẻ đói suốt mấy ngày giờ thấy một bàn tiệc anh ta cầm thanh sắc lao về phía vương tuyết kỳ mục đích của tần minh rất đơn giản chính là bắt vương tuyết kỳ sau đó dùng cô bé làm con tin để uy hiếp lưu tiểu viễn sao lưu tiểu viễn có thể không biết ý đồ nhỏ này của tần minh chứ chân trước tần minh vừa bước ra chân sau lưu tiểu viễn đã đi theo đến rồi tần minh thấy mình ngày càng gần vương tuyết kỳ thì trên mặt nở một nụ cười dữ tợn Chuyện gì thế này? Sao mình lại bay lên rồi? Tần Minh chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên đau nhói, cả người như mọc cánh bay lên. Ken, một tiếng, thanh sắt trong tay Tần Minh bay ra phía trước, còn Tần Minh thì ngã xuống đất như một con lợn chết. Lưu tiểu viễn đá của này không hề dùng hết sức, chỉ mới dùng 5 phần lực, nếu không thì giờ này chắc Tần Minh đã đi gặp Diêm Vương rồi. Mặc dù vậy, cú đá này cũng đủ khiến Tần Minh phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc, không ai ngờ lưu tiểu viễn lại có võ công tốt như vậy bố mẹ của lưu tiểu viễn càng kinh ngạc hơn không ngờ con trai mình lại biết võ bạn gái của tần minh kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng ngây người tại chỗ một lúc lâu sau đó mới đi đến bên tần minh đỡ anh ta dậy quan tâm hỏi han tình hình tần minh nào còn sức trả lời cô ta lúc này cơn đau trên người đã khiến anh ta không nói nên lời tuyết kỳ em không sao chứ lưu tiểu viễn đi đến bên cạnh vương tuyết kỳ quan tâm hỏi vừa nãy tần minh hung hăng lao về phía vương tuyết kỳ đã khiến vương tuyết kỳ sợ hãi dù sao thì vương tuyết kỳ vẫn chỉ là một cô bé lại chưa từng thấy ai hung dữ với mình như vậy anh ơi vương tuyết kỳ thấy lưu tiểu viễn thì òa một tiếng khóc nức nở rồi lao vào vòng tay của lưu tiểu viễn nhờ có lưu tiểu viễn an ủi vương tuyết kỳ mới dần ngừng khóc đinh đông Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ tên khốn thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm, không biết ai đã báo cảnh sát, chẳng mấy chốc cảnh sát đã lái xe đến. Đến nơi, sau khi tìm hiểu tình hình, lại thấy Tần Minh nằm trên đất thì lập tức gọi điện gọi xe cứu thương. Lần này mặc dù Tần Minh ra tay trước, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng ra tay đánh Tần Minh bị thương, xét về mặt pháp luật thì Lưu Tiểu Viễn cũng vẫn là sai. Vì vậy, đồng chí cảnh sát vẫn phải đưa Lưu Tiểu Viễn về đồn thấy cảnh sát định bắt con trai mình bố mẹ lưu tiểu viễn vô cùng lo lắng vội vàng cầu xin vương tuyết kỳ cũng nắm tay chú cảnh sát nói chú cảnh sát ơi anh cháu là người tốt là tên khốn đó muốn bắt nạt tuyết kỳ anh trai mới giúp tuyết kỳ dạy dỗ tên khốn đó các cậu không được bắt con trai tôi là tần minh cầm ống thép định đánh con trai tôi trước con trai tôi bị buộc phải ra tay mẹ lưu tiểu viễn khóc gào cầu xin cơn đau trên người tần minh đã thuyên giảm đi một chút Giờ đã có thể mở miệng nói, anh ta nói với cảnh sát, "Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định không được tha cho kẻ xấu, chính là tên khốn kia đánh tôi thành ra thế này, đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi, câm miệng, thằng quỷ chết tiệt." Mẹ Lưu Tiểu Viễn tức giận bước đến chỗ Tần Minh, dùng công phu cử âm bạch cốt trảo cào vào mặt anh ta. Lúc này Tần Minh đã chẳng còn có sức phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay liều mạng che mặt mình, "Bác cái này, xin bác dừng tay, xin bác dừng tay." bác làm vậy cũng là phạm pháp một cảnh sát trẻ tuổi vội vàng tiến lên kéo mẹ lưu tiểu viễn ra cuộc ẩu đả ở cửa hàng ô tô lập tức thu hút một số người đi đường vây xem có chuyện gì vậy một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cửa hàng ô tô sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe không chỉ lưu tiểu viễn biết người đàn ông trung niên này mà nhiều người có mặt ở đây cũng biết người đàn ông trung niên này không phải ai khác chính là bí thư huyện ủy của huyện thông dương phương kiến dương Phương Kiến Dương vốn chỉ đi ngang qua đây, thấy có người tụ tập ở cửa hàng ô tô xem náo nhiệt, biết là có chuyện xảy ra nên mới vào. Hiện giờ là thời gian tập đoàn Viễn Đại đang tiến hành khảo sát ở huyện này, không thể để xảy ra chuyện gì được. Vì vậy, Phương Kiến Dương bảo tài xế lái xe đến bên cạnh rồi xuống xem đang có chuyện gì xảy ra, bí thư Phương. Cảnh sát trưởng lập tức nhận ra Phương Kiến Dương, vội vàng tiến lên chào hỏi. Cậu Lư, Phương Kiến Dương thấy Lưu Tiểu Viễn đứng cạnh cảnh sát thì giật mình, mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Phải biết rằng, Lưu Tiểu Viễn chính là ân nhân của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại. Mà hiện giờ tập đoàn Viễn Đại lại đang đầu tư xây dựng ở thị trấn của mình, tuyệt đối không thể đắc tội với ông thần tài này được. Nếu bắt Lưu Tiểu Viễn, rồi đắc tội với Lâm Tân thì thật là mất nhiều hơn được. Bí thư Phương, chào chú." Lưu Tiểu Viễn vội vàng mỉm cười chào Phương Kiến Dương phương kiến dương cũng gật đầu cười với lưu tiểu viễn sau đó nhìn người cảnh sát đang dẫn đầu hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mẹ của lưu tiểu viễn thấy cảnh sát gọi phương kiến dương là bí thư phương thì cũng biết đối phương là quan to lập tức chạy tới nói bí thư phương là tên khốn nạn kia cầm ống thép định đánh con trai tôi sau đó còn muốn bắt cả tuyết kỳ con trai tôi bất đắc dĩ mới phải ra tay nếu bí thư phương không tin thì có thể hỏi những người trong cửa hàng ô tô bọn họ đều có thể làm chứng xin bí thư phương sáng suốt Đừng bắt con trai tôi. Phương Kiến Dương biết người phụ nữ trung niên trước mặt mình đây là mẹ của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức nở nụ cười hòa ái nói, "Chị dâu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho chị một câu trả lời, có phải như vậy không?" Phương Kiến Dương nhìn cảnh sát hỏi. "Báo cáo bí thư Phương, đúng là như vậy." Cảnh sát trả lời một cách trung thực. Phương Kiến Dương lập tức nói, "Nếu đúng như vậy thì anh Lưu đây không hề có tội." Ba ngày ban mặt dám cầm ống thép hành hung người ở đây, những kẻ như này chính là phần tử nguy hiểm, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, Tần Minh vừa rồi còn đắc ý, giờ nghe Phương Kiến Dương nói vậy thì cả người ngây ra. Khi bí thư huyện đã lên tiếng, cảnh sát còn có thể nói gì được nữa, đương nhiên là làm theo lệnh rồi, bọn họ lập tức đưa Tần Minh ra xe cảnh sát. Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, Phương Kiến Dương cũng không tiện nói nhiều với Lưu Tiểu Viễn, chỉ nói vài câu rồi đi. Sau khi Phương Kiến Dương đi, Mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên hỏi: "Tiểu Viễn, ông bí thư phương này là ai vậy? Cũng không thể trách mẹ anh không biết, vì bây giờ ở quê chỉ dùng tivi lắp anten để xem truyền hình vệ tinh, mà anten vệ tinh chỉ có thể thu được sóng truyền hình cấp tỉnh, không thu được đài địa phương cấp huyện, thành phố." "Vì vậy, bí thư huyện ủy, huyện trưởng là ai, đừng nói là họ biết mặt, đến ngay cả tên có khi đến hơn một nửa người cũng không biết để mà gọi." "Dì ơi, dì không biết sao?" bí thư phương chính là bí thư huyện ủy đó. Nhân viên nữ của cửa hàng ô tô tiến lên nói. À, nghe được tin này, cả mẹ và bố anh đều ngây người. Một lúc sau mẹ anh mới nói, thảo nào tôi trông thấy bí thư phương này quen quen. Mẹ nói vậy là vì lần đó xem bản tin liên hợp tỉnh, vừa hay chiếu đến chuyện tập đoàn viễn đại đến thị trấn mình đầu tư xây dựng. Trong bản tin đó, với tư cách là người đứng đầu huyện, phương kiến dương đương nhiên phải xuất hiện. Tiểu viễn, con quen biết thư ký phương thế nào mẹ vội vàng hỏi bố mẹ lưu tiểu viễn rất quan tâm đến vấn đề này tại sao họ lại không hề hay biết chút tin tức gì chứ bố mẹ chuyện này lát nữa hãy nói bây giờ chúng ta vẫn nên mua xe đã lưu tiểu viễn nhất thời chưa nghĩ ra phải giải thích với bố mẹ mình thế nào vì vậy cả nhà lại bắt đầu đau đầu vì không biết nên mua chiếc xe nào cuối cùng lưu tiểu viễn bế vương tuyết kỳ lên nói tuyết kỳ em nói mua xe nào thì anh cả mua xe đó vương tuyết kỳ nghe vậy thì nhìn đám xe trong cửa hàng ô tô một lúc lâu cuối cùng chỉ vào một chiếc xe bán tải xuất xứ nội địa nói anh cả mua chiếc xe đó đi tuyết kỳ thích chiếc đó giống xe đồ chơi của tuyết kỳ ôi trời lưu tiểu viễn chỉ thấy chân mình mềm nhũng suýt nữa thì ngã lăn ra đất mua xe bán tải ư biết thế này thì lưu tiểu viễn đã không để cho vương tuyết kỳ giúp mình chọn xe rồi bố của lưu tiểu viễn nhìn chiếc xe bán tải xong thì lập tức nói chiếc xe này tốt con xem vừa có thể chở năm người phía sau còn có thể chở hàng mẹ lưu tiểu viễn nghe vậy cũng lập tức tiến lên xem xét chiếc xe bán tải một lượt gật đầu đồng ý nói mua chiếc này đi chiếc này tốt có câu nói thế nào nhỉ tự mình đào hố có khóc cũng phải nhảy đã nói là nghe theo vương tuyết kỳ thì phải nói được làm được hơn nữa bố mẹ anh cũng rất hài lòng với chiếc xe bán tải này lưu tiểu viễn đành gọi nhân viên bán xe đến thương lượng một chút về giá cả và những vấn đề khác cuối cùng lưu tiểu viễn trực tiếp quẹt thẻ trả một lần hết tiền trên đường lái xe về nhà vương tuyết kỳ rất vui vẻ tuyết kỳ vui quá cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe giống xe đồ chơi rồi vương tuyết kỳ hào hứng nói bọn họ lái chiếc xe bán tải mới về nhà mọi người xung quanh đều vây lại xem vì trước đây nhà lưu tiểu viễn còn đến mấy chục triệu tiền nợ bên ngoài đã bao lâu đâu mà không những trả hết nợ còn mua được một chiếc xe nữa điều này khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với gia đình lưu tiểu viễn thế nào chiếc xe này thế nào mấy người xem vừa chở người vừa chở hàng được bố anh đắc ý khoe khoang trước mặt mọi người trước đây nhìn con trai nhà người ta đi xe hơi về nhà lưu hải dân cũng rất ngưỡng mộ nghĩ coi tới bao giờ con trai mình mới mua được xe để mình được nở mày nở mặt trước mặt người khác lưu hải dân là người khá mâu thuẫn nói ông ấy tiết kiệm thì có lúc lại đánh bài với người khác một lần chơi có thể thắng thua đến vài trăm nói ông ấy không tiết kiệm thì lúc ăn cơm dù chỉ là một hạt cơm rơi xuống bàn ông ấy cũng phải nhặt lên ăn hơn nữa bình thường cũng không nỡ mua cái gì khác ngoài ra lưu hải dân còn là người thích khoác lác nhất là sau khi uống rượu lời khoác lác càng nói càng to nhưng đồng thời lưu hải dân lại cũng là người thích giúp đỡ người khác giao thiệp rất rộng rãi hải dân con trai anh có tiền đồ rồi anh xem mới về nhà được bao lâu không những giúp nhà trả hết tiền vay xây nhà mà giờ còn mua được xe nữa con trai tôi chẳng ra gì nếu tiền đồ được một nửa như của tiểu viễn thì tôi cũng không phải vất vả thế này hải dân giờ tiểu viễn có tiền đồ vậy rồi anh cũng không cần làm việc nữa ngày ngày chỉ ngồi chơi đánh bài là được trước lời nịnh nọt của mọi người bố của lưu tiểu viễn có chút lân lân để lộ hàm răng hơi sững màu vì hút thuốc nhiều năm nói đúng thế sau này tôi sẽ đánh bài cả ngày mẹ anh thấy bố anh lại khoác lác thì chỉ liếc nhìn ông ấy một cái cũng không nói gì trên mặt vẫn nở nụ cười bà ấy biết trước mặt người ngoài phải giữ thể diện cho chồng mình sau này mọi người cần dùng xe thì cứ đến tìm tôi bố anh hào sản nói hải dân anh biết lái xe không lái xe có gì khó vừa rồi tôi thấy tiểu viễn lái xe một lúc rồi một tay nắm vô lăng một tay nắm cái cần nhỏ kia sau đó đẩy thế này đơn giản lắm lưu hải dân cười nói mọi người nói cười một lúc rồi giải tán tiểu viễn có thời gian thì dạy bố lái xe bố lưu tiểu viễn nói với anh lưu tiểu viễn nói bố lái xe thì không được uống rượu nếu bố bỏ được rượu thì con đồng ý cho bố đi học lái xe lấy bằng lưu hải dân tuy chưa đến mức nghiện rượu nhưng một ngày ba bữa không thể thiếu rượu, trừ khi bị ốm, bác sĩ dặn đi dặn lại không được uống rượu, thì Lưu Hải Dân mới không uống rượu trong mấy ngày đó, mặc dù mỗi lần Lưu Hải Dân uống rượu đều biết điểm dừng, không say xỉn, nhưng lái xe không phải chuyện nhỏ, xảy ra tai nạn là chuyện chỉ trong một hai giây. Vì vậy, đối với người thích uống rượu như bố mình, Lưu Tiểu Viễn không đồng ý cho ông ấy lái xe, trừ khi bố anh bỏ được rượu. Lưu Hải Dân nghe con trai bảo mình bỏ rượu, lập tức lắc đầu nói, muốn bố bỏ rượu trừ khi bố chết, nghe bố mình lại nói câu đó, Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì. Mẹ anh là người khá mê tín nghe bố nói gì mà chết chóc, liền trợn mắt nhìn ông ấy nói, hôm nay là ngày đẹp để mua xe, nói linh tinh gì thế, bố anh biết mình không cãi lại được mẹ, cười hì hì nói, được rồi, bố sai rồi, uống một ngụm nước xong, bố anh vừa ngân nga vừa đi ra ngoài, mẹ hỏi ông ấy đi đâu, ông nói là mình đi dạo. Lưu Tiểu Viễn biết, bố anh đi dạo là giả đi khoe với mọi người chuyện con trai mua xe mới là thật tính bố anh như trẻ con có đồ chơi mới là muốn khoe với bạn bè ngay nhìn theo bóng lưng của ông lưu tiểu viễn mỉm cười miễn bố anh vui là được cái tật thích khoác lác thích khoe khoang này của bố anh mẹ anh đã chấp nhận từ lâu bà ấy đã biết tính chồng mình như vậy có sửa cũng không sửa được nhìn bố con kìa chắc lại đi khoe khoang rồi mẹ anh nhìn theo bóng lưng bố anh Tuy lời nói trách móc nhưng trên mặt bà ấy lại nở nụ cười hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải mới mua đến khách sạn làm việc, kết quả là đồng nghiệp nhìn thấy thì ai cũng kinh ngạc như thể gấu lớn gấu nhỏ nhìn thấy gấu trọc không còn chặt cây nữa vậy. Mau xem, sao giám đốc lại lái xe bán tải đi làm vậy, đúng rồi đúng rồi. Chẳng lẽ giám đốc muốn chở cái gì sao, không biết nữa, có khi nào giám đốc thích xe bán tải chăng, đàn ông đẹp trai tài giỏi thì khác biệt, nghe mọi người bàn tán, Lưu Tiểu Viễn chẳng nói nên lời, chẳng phải chỉ là mua một chiếc xe bán tải thôi sao? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn vào khách sạn, xử lý xong công việc, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì điện thoại reo. Lấy điện thoại ra xem, là Lâm Tân gọi đến. "Alo, tổng giám đốc Lâm." Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Tân, "Ân Nhân, cháu đang ở đâu thế? Bây giờ cháu có thể đến bệnh viện nhân dân huyện một chuyến không?" Nghe Lâm Tân nói vậy, lại thêm giọng điệu lo lắng như này lưu tiểu viễn không khỏi nghĩ chẳng lẽ sức khỏe của lâm đại hữu lại có vấn đề gì rồi sao lưu tiểu viễn vội hỏi sao vậy tổng giám đốc lâm lâm tân nói vệ sĩ của chú bị thương nặng chú biết y thuật của ân nhân rất cao siêu nên muốn nhờ ân nhân cứu giúp vệ sĩ của chú với được cháu đến ngay lưu tiểu viễn cũng không nói dài dòng gì cúp điện thoại rồi đi thẳng xuống lầu lái chiếc xe bán tải mới mua đến thị trấn đến cổng bệnh viện đổ xe xong lưu tiểu viễn xuống xe thì thấy phương kiến dương đứng ở cổng bệnh viện vẻ mặt lo lắng phương kiến dương cũng nhìn thấy lưu tiểu viễn lập tức tiến lên đón cậu lưu cậu đến rồi cậu đến rồi phương kiến dương như thể nhìn thấy tia sáng trong đêm tối nắm tay lưu tiểu viễn đi vội vào bệnh viện cậu lưu lần này cậu nhất định phải giúp tôi phương kiến dương nói với giọng cầu xin phương kiến dương là người đứng đầu một huyện cũng có thể coi là một chư hầu nhỏ bây giờ lại nói với lưu tiểu viễn như vậy có thể thấy chuyện lần này rất nghiêm trọng nếu xử lý không tốt chiếc mũ ô sa trên đầu phương kiến dương có khi còn không giữ được nghiêm trọng hơn là mất mũ ô sa cũng đành đừng để nửa đời sau phải sống trong một tù là may rồi bí thư phương rốt cuộc là chuyện gì vậy lưu tiểu viễn cũng rất muốn biết vệ sĩ của lâm tân đã xảy ra chuyện gì phương kiến dương thở dài vừa đi vừa nói hôm nay tổng giám đốc lâm dẫn vệ sĩ đến công trường thị sát kết quả là đột nhiên xuất hiện hai tên sát thủ nếu không phải vệ sĩ của tổng giám đốc lâm liều chết bảo vệ ông ấy thì có lẽ người nằm trong phòng phẫu thuật bây giờ chính là tổng giám đốc lâm rồi trên địa bàn do phương kiến dương quản lý lại xảy ra chuyện như vậy chẳng trách phương kiến dương lại hoảng sợ đến thế may mà chỉ là vệ sĩ của lâm tân gặp chuyện nếu lâm tân thật sự có mệnh hệ gì thì e rằng phương kiến dương đã không biết phải làm thế nào nữa rồi hai tên sát thủ này rõ ràng là nhắm vào lâm tân hẳn là không liên quan đến tình hình an ninh trên địa bàn do phương kiến dương quản lý tuy nhiên cái này lại không phải là vấn đề chính may là lâm tân không sao nếu không bất kể vì lý do gì thì với tư cách là người đứng đầu huyện phương kiến dương không thể trốn tránh trách nhiệm này vì vậy phương kiến dương mới cầu cứu lưu tiểu viễn hy vọng lưu tiểu viễn có thể nói giúp ông ta vài câu trước mặt lâm tân chỉ cần lâm tân không truy cứu chuyện này thì ông ta sẽ được bình an vô sự giúp phương kiến dương không có hại gì cho mình hơn nữa lưu tiểu viễn phân tích chuyện này cũng không liên quan nhiều đến phương kiến dương bí thư phương tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ông lưu tiểu viễn gật đầu nói bạn bè nhiều đường dễ đi kết giao với phương kiến dương như vậy về sau sẽ rất có lợi cho mình cảm ơn cậu lưu cảm ơn cậu rất nhiều lúc này phương kiến dương không còn chút khí thế của một nào nữa hoàn toàn trở thành một người đi cầu xin người khác giúp đỡ rất nhanh dưới sự dẫn dắt của phương kiến dương họ đã đến cửa phòng phẫu thuật ở lối vào phòng phẫu thuật có hai cảnh sát cầm súng canh giữ không cho người không liên quan lại gần ở hai bên hành lang cách đó không xa có cảnh sát cảnh giới xem ra chuyện này đã khiến phương kiến dương sợ hãi lập tức cho cục trưởng cục công an huyện điều động hết cảnh sát trong cục ra mục đích là để bảo vệ an toàn cho lâm tân thấy lưu tiểu viễn đến lâm tân lập tức chạy ra đón ân nhân cậu nhất định phải cứu vệ sĩ của tôi lâm tân tiến lên nắm lấy tay lưu tiểu viễn cầu xin bằng vẻ mặt thành khẩn vô cùng lãnh đạo bệnh viện đứng ở cửa phòng phẫu thuật thấy lâm tân đối xử với một thanh niên trẻ tuổi như vậy thì lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lưu tiểu viễn thầm đoán xem lưu tiểu viễn là người như thế nào yên tâm đi tổng giám đốc lâm Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa." Lưu Tiểu Viễn nói. "Tổng giám đốc Lâm, vệ sĩ của ông đâu? Vẫn đang trong phòng phẫu thuật sao?" Lưu Tiểu Viễn nhìn vào phòng phẫu thuật, hỏi. Lâm Tân gật đầu nói, "Vẫn còn trong phòng phẫu thuật, nhưng vừa rồi bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, nói rằng khả năng cứu sống rất mong manh, chú biết y thuật của cháu rất cao siêu, nhất định sẽ cứu được Tiểu Lý, bởi vì mạng sống này của tôi là do Tiểu Lý cứu, nếu không có Tiểu Lý có lẽ tôi đã sớm đi gặp diêm vương rồi điều lưu tiểu viễn đánh giá cao nhất ở lâm tân chính là sự biết ơn ông ta không vì địa vị của mình mà coi thường người khác lấy chuyện hôm nay làm ví dụ nếu là một số người khác chắc chắn sẽ không hành động giống lâm tân họ sẽ cho rằng vệ sĩ là do mình bỏ tiền ra thuê chính là để bảo vệ an toàn cho mình xảy ra chuyện cũng là việc bình thường chẳng mấy chốc cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ đi từ bên trong ra lâm tân lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay bác sĩ hỏi bác sĩ tiểu lý thế nào rồi Bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt xuống, sau đó lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt bác sĩ, Lâm Tân đã biết câu trả lời. "Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức rồi, mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi." Bác sĩ nói xong thì thở dài rồi rời đi, Lâm Tân lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói: "Ân nhân, cậu nhất định phải cứu Tiểu Lý, ân nhân yên tâm đi, tổng giám đốc Lâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa." Lưu Tiểu Viễn nhìn Lâm Tân với ánh mắt muốn ông ta an tâm. Một bác sĩ đi theo sau, nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn thì vẻ mặt lập tức tỏ ra khinh thường, "Thầm nghĩ bệnh nhân mà bác sĩ chúng tôi còn không cứu được, anh lại ở đây khoác lác." Vì thế, bác sĩ trẻ tuổi này tháo khẩu trang trên mặt ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi chế giễu anh, nói khoác cũng không sợ rách miệng, "Bệnh nhân mà bác sĩ chúng tôi còn không cứu được, anh lại dám ở đây nói khoác lác là có thể cứu." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì lập tức bắn ánh mắt sắc bén về phía người này, dọa cho người này không tự chủ được mà lùi lại hai bước. "Câm miệng cho tôi!" lâm tân thấy có người nghi ngờ y thuật của lưu tiểu viễn ông ta lập tức đi đến trước mặt bác sĩ chỉ vào người này quát lớn lưu tiểu viễn nói với lâm tân tổng giám đốc lâm không đáng để tức giận vì loại người này cứu tiểu lý quan trọng hơn chúng ta vào trong đi lâm tân nghe vậy trừng mắt nhìn bác sĩ này một cái sau đó đi theo lưu tiểu viễn vào phòng phẫu thuật ồ đúng rồi anh nói tôi khoác lác làm phiền anh đứng chờ ở cửa xem tôi có khoác lác không sau khi bước chân vào phòng phẫu thuật lưu tiểu viễn đột nhiên nhớ ra điều gì anh dừng bước quay người lại chỉ vào bác sĩ trẻ tuổi vừa nói lời hỗn sự kia nghe lời lưu tiểu viễn phương kiến dương như nhận được thánh chỉ ra lệnh cho cục trưởng cục công an không cho bọn họ ra ngoài cục trưởng cục công an nhận lệnh lập tức chỉ đạo cảnh sát bên dưới lãnh đạo bệnh viện bác sĩ và y tá không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy mấy người đều trừng mắt nhìn bác sĩ trẻ tuổi bảo anh ta lắm mồm không nhìn xem những người này là ai sao bác sĩ trẻ tuổi thì càng sợ đến run cả chân trong lòng vô cùng lo lắng lưu tiểu viễn bước vào phòng phẫu thuật thấy vệ sĩ của lâm tân nằm trên giường phẫu thuật sắc mặt trắng bệch không còn chút máu trông cũng giống hệt bốn người kia thời gian không đợi người nếu là lúc bình thường lưu tiểu viễn có thể sẽ triệu hồi những nhân vật nổi tiếng bình thường thôi nhưng lúc này lãng phí thêm một giây vệ sĩ của lâm tân sẽ mất đi một phần cơ hội sống mặc dù biển thước Hoa Đà là những nhân vật lợi hại được mệnh danh là thần y, nhưng năng lực của họ cũng có hạn, không thể thực sự cứu người chết sống lại, trừ khi là thần tiên trong truyền thuyết. Vì vậy, ngay lập tức Lưu Tiểu Viễn đã triệu hồi biển thước. Lý do triệu hồi biển thước chứ không phải Hoa Đà, công tư mạc hay lý thời trân là vì Lưu Tiểu Viễn biết biển thước có cửu thức thần châm. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Lâm Tân, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi cần kim châm, Lâm Tân nghe vậy, lập tức chạy ra cửa phòng phẫu thuật, nói với lãnh đạo bệnh viện và y tá ở cửa, tôi cần kim châm cứu, mấy người mau đi tìm cho tôi, lãnh đạo bệnh viện nghe vậy cũng ra lệnh cho cấp dưới đi lấy kim châm ngay. Trong lúc đi lấy kim châm, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngồi không, mà vừa dùng tay kích thích các huyệt đạo quan trọng của vệ sĩ, vừa quan sát vết thương của anh ta. Vết thương của vệ sĩ thực sự rất nghiêm trọng, ngực bị đâm một nhát, nhát đâm này rất sâu, máu đã được cầm nhưng chưa kịp băng bó có lẽ bác sĩ thấy vệ sĩ không cứu được nên không băng bó vết thương nữa. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại bắt mạch cho vệ sĩ. Qua mạch đập của vệ sĩ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện dấu hiệu sinh tồn của anh ta đang dần biến mất, nhưng dưới tác động của việc kích thích vào huyệt đạo, nó đang dần ổn định lại. Nếu không kịp thời lấy kim châm, thực hiện cử thức thần châm để cấp cứu, thì vệ sĩ này thực sự phải đi gặp Diêm Vương rồi. Lấy được kim châm chưa? Lưu Tiểu Viễn sốt ruột hỏi. Lâm Tân nghe vậy, lập tức đi đến cửa hỏi lãnh đạo bệnh viện, đã lấy được kim châm chưa? Lãnh đạo bệnh viện thấy Lâm Tân nổi giận, cũng vội vàng nói, sắp rồi, sắp lấy được rồi. Lâm Tân thấy chậm như vậy, thì đâu còn giữ được dáng vẻ nho nhã thường ngày, ông ta tức giận nói, nhanh lên, bảo họ nhanh lên. Vâng, vâng, vâng. Lãnh đạo bệnh viện như cháu như con, không còn cách nào khác, ngay cả người đứng đầu cả huyện này còn phải cung kính với Lâm Tân, thì nói gì đến lãnh đạo bệnh viện bọn họ đến rồi đến rồi lãnh đạo bệnh viện vừa dứt lời thì thấy bác sĩ đi lấy kim châm chạy nhanh về nhanh lên chạy nhanh lên lãnh đạo bệnh viện thúc giục lâm tân thấy vậy lập tức chạy tới đón rồi cầm lấy cây kim bạc từ tay bác sĩ chạy thẳng vào phòng phẫu thuật ân nhân kim bạc đây lâm tân thở không ra hơi nói lưu tiểu viễn lập tức cầm lấy cây kim bạc không kịp dùng đèn cồn khử trùng vì thời gian không đợi người thêm nữa cây kim bạc này hẳn là của bác sĩ trong bệnh viện, được bảo quản rất tốt, có lẽ là đã khử trùng sau khi dùng rồi. Lưu Tiểu Viễn lấy cây kim bạc ra, trước tiên đâm vào huyệt bách hội trên đầu vệ sĩ, đầu là nơi chứa đựng bộ não, nơi hội tụ của trăm ngàn mạch máu, 12 kinh mạch của cơ thể đều tụ hội ở đây, là nơi điều khiển toàn bộ cơ thể, còn huyệt bách hội nằm chính giữa đỉnh đầu, là nơi hội tụ của nhiều kinh mạch trong cơ thể. Vì vậy, lần châm cứu này, mũi kim đầu tiên chính là huyệt bách hội, mượn đó kích thích huyệt bách hội rồi đã thông các kinh mạch âm dương toàn thân nối liền tất cả các kinh huyệt lớn nhỏ điều hòa âm dương trong cơ thể vệ sĩ sau đó lưu tiểu viễn lại cầm cây kim bạc đâm vào một huyệt khác trên người vệ sĩ lâm tân đứng bên cạnh nhìn lưu tiểu viễn dùng châm cứu để cứu vệ sĩ của mình cứ như không phải đang châm cứu cứu người mà đang biểu diễn một bữa tiệc thị giác về kỹ thuật đoán cái việc châm cứu đã hoàn thành lần này không giống lần trước lần này tình hình cấp bách nên tốc độ đâm kim rất nhanh thêm nửa lần này là dùng loại kim bạc chuyên dùng để châm cứu phù lưu tiểu viễn thở vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hoàn thành mặc dù thời gian rất ngắn nhưng trên trán lưu tiểu viễn đã lấm tấm mồ hôi châm cứu không phải là châm kim thông thường độ chính xác của huyệt đạo yêu cầu rất cao đừng thấy lưu tiểu viễn vừa rồi đâm kim rất nhanh nhưng đều là nhìn chuẩn rồi mới đâm tất nhiên tốc độ nhanh như vậy cũng hoàn toàn dựa vào y thuật của thần y biển thước, người đã hiểu rõ về các huyệt đạo trên cơ thể. Lâm Tân không dám làm phiền Lưu Tiểu Viễn, chỉ đứng bên cạnh lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng có phép màu xảy ra. Sau khi châm cứu xong, Lưu Tiểu Viễn bắt mạch cho vệ sĩ một lần nữa. Từ mạch đập của vệ sĩ có thể thấy, vệ sĩ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, xem ra, vệ sĩ đã được mình, không, hẳn là được thần y biển thước cứu sống từ cõi chết lâm tân phát hiện ra máy điện tâm đồ bên cạnh giường phẫu thuật phát hiện điện tâm đồ của vệ sĩ đã có sự thay đổi đường cong dao động rõ ràng hơn trước tuy rằng lâm tân không hiểu nhiều về điện tâm đồ nhưng nhìn đến đây ông ta cũng biết vệ sĩ của mình đã trở về từ cõi chết phù tảng đá lớn trong lòng lâm tân cuối cùng cũng hạ xuống cẩn thận bắt mạch cho vệ sĩ một lúc xong xác định vệ sĩ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa lưu tiểu viễn mới buông tay ân nhân thế nào rồi mặc dù từ điện tâm đồ đã biết vệ sĩ của mình đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng đã cứu sống được nhưng lâm tân vẫn muốn nghe câu trả lời từ miệng lưu tiểu viễn bởi vì trong mắt lâm tân so với điện tâm đồ ông ta càng tin tưởng y thuật của lưu tiểu viễn hơn không sao rồi đợi vệ sĩ của ông tỉnh lại truyền cho anh ta ít máu là được lưu tiểu viễn nở một nụ cười rồi nói ân nhân cảm ơn cảm ơn lâm tân không biết nói gì cho phải tổng giám đốc lâm cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nói cảm ơn thì khách sáo quá lưu tiểu viễn cười nói đứng ở cửa là phương kiến dương lãnh đạo và các bác sĩ y tá của bệnh viện thấy lâm tân và lưu tiểu viễn mặt mày nhẹ nhõm đi ra thì biết người vệ sĩ kia đã không sao rồi lúc này phương kiến dương và mọi người trong bệnh viện đều kinh ngạc nhìn lưu tiểu viễn anh ta thế mà có thể kéo người vệ sĩ kia trở về từ bờ vực cái chết Y thuật này cao đến mức nào, tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao siêu đến vậy, nếu cho thêm thời gian thì thành tựu sẽ không thể đong đếm nổi mất, quá tốt rồi, vệ sĩ của tổng giám đốc Lâm được cứu rồi, tâm trạng của tổng giám đốc Lâm sẽ tốt lên thôi, mình cũng không bị đẩy vào thế khó nữa. Ôi, Lưu Tiểu Viễn đúng là giúp mình một việc lớn, nhất định phải cảm ơn anh ta thật tử tế. Tương Kiến Dương thầm nghĩ. Không thể nào, không thể nào. Anh ta làm sao có thể cứu người kia được? điều này tuyệt đối không thể. vị bác sĩ trẻ vừa rồi còn chế dở lưu tiểu viễn khoác lác, lúc này càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. đinh đông chúc mừng người chơi lưu tiểu viễn đã cứu chữa bệnh nhân thành công và thành công vả mặt nhận được 600 điểm kinh nghiệm. cùng lúc tiếng hệ thống vang lên, lưu tiểu viễn cũng đi đến trước mặt bác sĩ trẻ đã chế dở mình trước đó, vỗ nhẹ vào vai anh ta. bác sĩ trẻ kia đang còn sốc trước y thuật cao siêu của lưu tiểu viễn thì bị lưu tiểu viễn vỗ mạnh vào vai anh ta giật mình run rẩy. Quay đầu lại thì thấy Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh mình, bác sĩ trẻ này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vì trước đó anh ta đã chế giỡn Lưu Tiểu Viễn không có khả năng cứu sống vệ sĩ này. Nhưng giờ đây, thực tế đã cho anh ta một cái tác đau điếng, nhớ lấy, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, đừng có sống thiển cận như vậy nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Tiểu Viễn theo Lâm Tân đến một góc hành lang bệnh viện. Tổng giám đốc Lâm đứng bên cạnh cửa sổ không an toàn. Lâm Tân vừa đứng bên cửa sổ, Phương Kiến Dương đã lập tức bước tới nói. Sau khi Lâm Tân bị ám sát một lần, Phương Kiến Dương đã trở nên vô cùng cảnh giác, có thể nói là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lâm Tân nghe theo lời khuyên của Phương Kiến Dương, đi vào phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện và ngồi xuống, cảnh sát thì canh giữ ở cửa. Bí thư Phương, tôi muốn nói chuyện riêng với ân nhân một chút lâm tân nói với phương kiến dương phương kiến dương nghe vậy thì lập tức nói tổng giám đốc lâm vậy hai người cứ nói chuyện tôi ở bên ngoài có chuyện gì cứ gọi tôi đợi phương kiến dương ra ngoài lâm tân một lần nữa lịch sự nói ân nhân cảm ơn cậu rất nhiều lưu tiểu viễn nói tổng giám đốc lâm chú khách sáo quá rồi sau này chú cứ gọi cháu là tiểu viễn cứ gọi cháu là ân nhân mãi cháu thấy không quen lâm tân cũng không khách sáo nữa lập tức nói được sau này chú sẽ gọi cháu là tiểu viễn nhưng cháu cũng đừng cứ gọi chú là tổng giám đốc lâm nếu cháu không chê thì cứ gọi chú là chú lâm được rồi lâm tân đã nói đến mức này lưu tiểu viễn còn có thể nói gì nữa đương nhiên là gật đầu đồng ý gọi một tiếng chú lâm chú lâm chú có thể kể cho cháu nghe về chuyện lần này không lưu tiểu viễn nhìn lâm tân hỏi bởi vì lưu tiểu viễn nghi ngờ lần ám sát này có thể là do kẻ thù của lâm tân gây ra mà khả năng lớn nhất là kẻ thù trên thương trường vì vậy lâm tân đã kể lại sự việc hôm nay hôm nay sau khi ăn sáng xong lâm tân và vệ sĩ cùng lái xe đến công trường đã chọn ở công trường có máy xúc và nhân viên đang làm việc lâm tân và vệ sĩ chậm rãi đi dọc theo công trường vì sau này nơi đây sẽ xây dựng từng dãy nhà xưởng cũng là nơi sẽ đưa tập đoàn viễn đại lên một tầm cao mới đang lúc lâm tân suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của tập đoàn viễn đại thì đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt xông ra hai người đàn ông mặc đồ đen này ra tay rất nhanh cầm dao trong tay đâm thẳng về phía lâm tân vệ sĩ của lâm tân cũng không phải dạng vừa lập tức đánh nhau với hai người đàn ông mặc đồ đen còn lâm tân thì vừa chạy vừa la hét kêu cứu những công nhân đang làm việc trên công trường nghe thấy tiếng kêu cứu của lâm tân thì lập tức cầm đồ nghề chạy đến hỗ trợ vệ sĩ của lâm tân một mình đối mặt với sự tấn công của hai người mặc đồ đen nhanh chóng bị đánh bại ngay khi một người mặc đồ đen cầm dao đâm vào ngực lâm tân thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vệ sĩ của lâm tân đã dùng thân mình đỡ nhát dao đó cho ông ta người mặc đồ đen định tấn công thêm lần nữa nhưng lúc này hàng chục công nhân cầm xẻng ống thép búa tạ xông lên hai người mặc đồ đen tuy võ nghệ cao cường nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay huống hồ còn là đánh loạn cũng có thể làm chết người đối mặt với những công nhân hung hãn này hai người mặc đồ đen nhìn nhau rồi bỏ chạy khỏi hiện trường nghe xong lời kể của lâm tân lưu tiểu viễn hỏi chú lâm vậy chú nghĩ hai tên sát thủ này do ai phái đến lâm tân lắc đầu nói chuyện này không có bằng chứng chú cũng không tiện nói bừa nhưng có một điều chú dám chắc nhất định là đối thủ trên thương trường phái đến là người trong cuộc lâm tân đã nói như vậy thì những tên sát thủ này hẳn là do đối thủ cạnh tranh trên thương trường phái đến rồi đối phương đã phái sát thủ đến lấy mạng Lâm Tân, chắc chắn sẽ không vì một lần thất bại mà từ bỏ, chỉ cần Lâm Tân còn sống, thì đối phương nhất định sẽ tiếp tục phái người đến ám sát ông ta. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ, bây giờ tình hình chính là như vậy, vô cùng tệ hại. Kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình hình này rất bất lợi đối với Lâm Tân. Mặc dù Phương Kiến Dương đã phái cảnh sát bảo vệ Lâm Tân suốt 24 giờ, nhưng hổ còn có lúc ngủ gật, muốn chi là con người chú lâm vậy chú định làm thế nào lưu tiểu viễn hỏi lâm tân suy nghĩ một lúc rồi nói nếu đối phương thuê sát thủ giết chú thì chú sẽ thuê người bảo vệ mình chú muốn xem là sát thủ của bọn họ lợi hại hay người bảo vệ chú lợi hại hơn lưu tiểu viễn nghe vậy thì cũng biết lâm tân đã có đối sách anh bèn hỏi không biết chú lâm định thuê những ai để bảo vệ vừa nói ra câu này lưu tiểu viễn đã biết mình hơi nhiều chuyện vì chuyện như vậy mình không nên hỏi nhiều nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể thu lại nên đa lỡ hỏi rồi thì thôi lâm tân nói tiểu viễn nói cho cháu cũng không sao sau khi xảy ra chuyện hôm nay chú đã gọi điện cho nhà họ đường ở thủ đô nhờ họ phái người đến bảo vệ chú rồi nhà họ đường ở thủ đô lưu tiểu viễn mới nghe lần đầu đúng rồi lần trước lý nghệ hạo cũng nói anh ta đến từ thủ đô nhưng mà lý nghệ hạo đến từ nhà họ lý ở thủ đô sau thấy lưu tiểu viễn lộ vẻ nghi hoặc lâm tân nói tiểu viễn nhà họ đường ở thủ đô là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô gia tộc như vậy truyền thừa đến bây giờ đã có lịch sử mấy trăm năm thậm chí còn lâu hơn nữa tiềm lực của những gia tộc này không thể coi thường dù là quan trường hay thương trường đều có gốc rễ rất sâu quan trọng nhất là trong những gia tộc này có rất nhiều cao thủ võ lâm tiểu viễn cháu không nghe nhầm đâu chính là cao thủ võ lâm đấy Lúc đầu, chú cũng như bao người khác, nghĩ rằng những cao thủ võ lâm trên TV toàn là giả, nhưng từ khi chú gặp được người nhà họ đường ở thủ đô, thì thế giới quan của chú đã hoàn toàn thay đổi. Những gia tộc này có rất nhiều cao thủ, có người có thể dùng một chưởng để chặt đứt cả một cây đại thụ, có người chỉ cần nhúng chân nhẹ một cái là có thể nhảy lên bức tường cao 4-5 mét, chú cũng là tình cờ quen biết được người nhà họ đường. Nói thật với cháu, tiểu viễn, đừng nhìn chú Lâm bây giờ là chủ tịch tập đoàn viễn đại, giá trị tài sản không hề nhỏ, nhưng nếu không phải chú đã mặc giày mày dạng đi năn nỉ nhà họ đường, thì họ căn bản chẳng thèm để ý đến chú, tiểu viễn, hôm nay xảy ra chuyện này, chú đã phải nói hết lời hay ý đẹp, bỏ ra 20 triệu, mới nhờ được nhà họ đường cử hai người đến bảo vệ an toàn cho mình. Lâm Tân nói, 20 triệu, chết tiệt, nếu cho tôi thì tốt biết mấy. Mặc dù một triệu mà Lâm Tân đưa cho Lưu Tiểu Viễn đến giờ vẫn chưa dùng đến, nhưng làm gì có ai lại đi chê tiền nhiều chứ. Ngoài ra, nhà họ đường ở thủ đô này sẽ không cố tình làm bộ làm tịch, mục đích là thả con săn sắt bắt con cá trê, cố tình nâng giá lên cao đấy chứ. Nghe Lâm Tân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút nóng lòng muốn gặp những người nhà họ đường ở thủ đô này, xem xem họ có gì lợi hại. Chú Lâm, vậy khi nào thì những người nhà họ đường ở thủ đô sẽ đến? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân nói, có lẽ tối nay sẽ đến, lúc đó chú sẽ tiếp đón họ, Tiểu Viễn, đến lúc đó cháu cũng đến tham gia nhé, vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tân, cộng thêm công việc của Lưu Tiểu Viễn có thể nghỉ bất cứ lúc nào, nên cả ngày Lưu Tiểu Viễn đều ở bên cạnh Lâm Tân. Vào khoảng 5 giờ chiều, Lâm Tân nhận được một cuộc điện thoại, hai người được nhà họ Đường cử đến bảo vệ Lâm Tân đã đến sân bay của tỉnh. Lâm Tân lập tức gọi điện cho tài xế đã đợi sẵn ở sân bay, bảo họ đến đón người của nhà họ Đường. Đi từ tỉnh đến thị trấn, đi đường cao tốc cũng phải mất đến 2 giờ. Trời còn chưa tối hẳn người của nhà họ đường đã đến thị trấn để khoản đãi người của nhà họ đường lâm tân đã đặt trước một phòng riêng tại khách sạn cát thành từ rất sớm gọi những món ăn và rượu ngon nhất của khách sạn cát thành lên để chiêu đãi họ trên đường đến khách sạn cát thành cảnh sát hộ tống suốt dọc đường khiến mọi người còn tưởng rằng có một vị lãnh đạo nào đó của trung ương đến thị sát khi lâm tân và lưu tiểu viễn đến cửa khách sạn cát thành hai người của nhà họ đường đã đến đang đứng trước cửa khách sạn cát thành hai vị xin chào Tôi là Lâm Tân. Lâm Tân thấy hai người của nhà họ Đường thì vẻ mặt trở nên cung kính, như thể đứng trước mặt mình không phải là vệ sĩ bảo vệ bản thân, mà là bậc thầy thâm sâu khó lường. Lưu Tiểu Viễn lập tức quan sát kỹ hai người của nhà họ Đường, cả hai đều là thanh niên khoảng 25, 6 tuổi, trên mặt đều mang vẻ kiêu ngạo rằng mình là người giỏi nhất trên đời, dường như không thèm coi ai ra gì. Ngay cả khi một nhân vật lớn như Lâm Tân đã đối xử với hai người rất lễ phép, hai người này cũng chỉ bày ra dáng vẻ hết mũi lên trời ngạo mạn không ai bì nổi tôi tên là đường văn cậu ấy là em trai tôi tên là đường võ bây giờ chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho ông ông có thể bảo đám cảnh sát kia rút đi được rồi bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nghe đường văn nói lâm tân lập tức làm theo còn phương kiến dương và cục trưởng cục công an đi theo sau nghe vậy thì tức đến nổ phổi tổng giám đốc lâm như vậy không ổn đâu tôi thấy vẫn nên để cảnh sát chúng tôi bảo vệ anh thì hơn phương kiến dương thực sự không tin đường văn và đường võ có thể bảo vệ an toàn cho lâm tân lâm tân đường võ gọi thẳng tên lâm tân nói nếu ông không bảo những tên vô dụng kia cút đi hai anh em chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi chỗ này lâm tân vội vàng nói hai cậu đừng đừng sau đó dưới sự thuyết phục của lâm tân phương kiến dương đã cho cảnh sát rút đi hết qua chuyện này lưu tiểu viễn phát hiện ra rằng lâm tân đã lụy nhà họ đường này đến mức bảo gì nghe nấy luôn rồi có thể khiến một ông trùng trong giới thương trường như Lâm Tân phải như vậy, xem ra nhà họ đường này quả thực không thể coi thường. Đường võ thấy cảnh sát đã rút hết, chỉ còn Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh, liền chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi Lâm Tân, tên này là ai, cũng bảo nó cút luôn đi, là người mà lại ngạo mạn như vậy, không biết tôn trọng người khác, dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không được người khác tôn trọng. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt lại, mặt lộ vẻ giận dữ. Lâm Tân thấy vậy, lập tức cười nói với hai anh em đường văn và đường võ hai cậu cậu em này tên là lưu tiểu viễn là ân nhân cứu mạng của bố tôi y thuật rất cao siêu hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây chính là vì mọi người đều là thanh niên làm quen với nhau một chút đường võ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị anh trai đường văn kéo lại đường văn nhìn lưu tiểu viễn một cái nói đã là ý của tổng giám đốc lâm vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh nói thật nếu không nể mặt lâm tân lưu tiểu viễn đã sớm ra tay dạy cho hai kẻ không biết trời cao đất rộng này một bài học rồi vừa bước vào khách sạn cát thành nhân viên phục vụ lập tức bưng rượu và thức ăn lên nhìn thấy những món ăn trên bàn đường võ khinh thường nói nơi nhỏ bé đúng là nơi nhỏ bé anh xem những món ăn này ở nhà họ đường chúng ta chỉ xứng cho người hầu ăn thôi lâm tân nghe vậy cười trừ nói hai cậu tạm chấp nhận vậy nhưng đồ ăn ở khách sạn này cũng khá ngon lưu tiểu viễn chỉ ngồi im một bên nhìn hai anh em đường văn đường võ ở đây ra vẻ ta đây nào hai cậu nếm thử rượu gạo đặc sản của địa phương đi lâm tân đứng dậy đích thân rót rượu vào ly cho đường văn đường võ đợi rót rượu xong đường văn mới nói tổng giám đốc lâm chúng tôi đến đây là để bảo vệ an toàn cho ông vì vậy chúng tôi không thể uống rượu nghe vậy sắc mặt lâm tân thay đổi khóe miệng giật giật rõ ràng là đối phương đang treo chọc mình nếu không muốn uống rượu thì nói sớm đi đợi tôi rót rượu xong mới nói, đây là ý gì, tuy nhiên, nghĩ đến đối phương là người nhà họ đường, chút tức giận trong lòng Lâm Tân lập tức tan biến. Không uống rượu là tốt, không uống rượu là tốt, uống rượu hỏng việc. Lâm Tân cố nặng ra một nụ cười, nói, nào, mọi người ăn đi, ăn đi, Lâm Tân vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã cầm đũa lên gấp thức ăn, thấy Lưu Tiểu Viễn cầm đũa trước, sắc mặt hai anh em đường văn đường võ lập tức thay đổi, theo họ thấy, hai anh em họ còn chưa động đũa, lưu tiểu viễn đã động đũa thì chính là hành động thiếu tôn trọng với anh em họ đường võ thấy vậy lập tức đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn tiếng đũa và bàn va vào nhau phát ra âm thanh chói tai trong phòng riêng tên nhóc này cậu có biết phép tắt không hả đường võ tức giận nhìn lưu tiểu viễn hỏi lưu tiểu viễn lười nhìn đường võ nói có những người khi hỏi người khác trước tiên hãy xem mình có vấn đề gì không đã ý tứ trong lời nói của lưu tiểu viễn là đường võ mày hỏi tao có biết phép tắt không, vậy thì đường võ mày hãy xem mày có biết phép tắt không đã. Trầm. Đường võ tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, nước súp nóng trong bát bắn tung tóe lên bàn. Tên nhóc kia, có gan thì nói lại lần nữa coi. Đường võ chỉ vào lưu tiểu viễn, mắt trợn tròn như chung đồng, hỏi. Lưu tiểu viễn lười để ý đến đường võ, chỉ cầm đũa tiếp tục cấp thức ăn, còn là ung dung tự tại ăn, coi đường võ như không khí cách xử lý này còn khiến đường võ khó chịu hơn là chỉ thẳng mặt đường võ mà mắng lâm tân thấy tình hình này thì biết là không ổn rồi ban đầu ông ta chỉ muốn lưu tiểu viễn và đường võ làm quen với nhau trở thành bạn bè nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của lâm tân bình tĩnh nào bình tĩnh nào lâm tân vội đứng dậy đi đến bên đường võ cười nói đường võ nào có thể vì một câu nói của lâm tân mà nguôi giận nhóc con mau xin lỗi bọn tôi nếu không thì đừng trách tôi chặt tay chặt chân cậu đường võ bá đạo nói lâm tân nghe vậy thực sự sợ đường võ sẽ ra tay làm lưu tiểu viễn bị thương bởi vì theo lâm tân thấy thì lưu tiểu viễn tuy y thuật cao siêu nhưng về mặt võ công thì chắc chắn không phải là đối thủ của đường võ vì vậy sau khi nghe đường võ nói lâm tân lập tức đi đến bên lưu tiểu viễn Định mở lời thì bị Lưu Tiểu Viễn giành trước. "Chú Lâm, cháu biết chú định nói gì." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Lâm Tân, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay xuống, nói, "Chú Lâm, tối nay cảm ơn chú đã khoản đãi, tuy rằng một bàn toàn là mỹ vị, nhưng vì có con ruồi đáng ghét ở đây nên dù có là mỹ vị đến mấy cũng không còn ngon nữa." Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói, "Chú Lâm, cháu xin phép đi trước." Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng kéo ghế ra, định đứng dậy đi ra cửa, đứng lại, Đường võ thấy Lưu Tiểu Viễn coi mình như không khí, đã tức đến nổi toàn thân bốc khói, đá văng chiếc ghế sau lưng, định ra tay. Lâm Tân lo đường võ ra tay không biết nặng nhẹ, làm Lưu Tiểu Viễn bị thương, lập tức tiến lên ngăn đường võ lại. Đường võ, bình tĩnh nào, dĩ hòa vi quý. Lâm Tân cười nói. Lâm Tân, cút sang một bên. Đường võ trừng mắt nhìn Lâm Tân đang đứng chắn trước mặt mình, quát lớn. Đường võ đường văn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng gọi em trai mình đường võ nghe thấy giọng anh trai lập tức quay đầu hỏi anh có chuyện gì đường văn cầm đũa gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nói đường võ lần này chúng ta đến đây là để bảo vệ sự an toàn của tổng giám đốc lâm không được gây chuyện hơn nữa tổng giám đốc lâm là người thuê chúng ta sau này không được nói chữ cúc với tổng giám đốc lâm nữa biết chưa đường võ luôn nghe lời anh trai nghe vậy thì lập tức gật đầu nói được sau đó trừng mắt nhìn lưu tiểu viễn rồi mới tức tối ngồi về chỗ cũ lâm tân định tiễn lưu tiểu viễn ra ngoài nhưng khi lâm tân vừa bước chân ra khỏi phòng riêng đường văn lại lên tiếng tổng giám đốc lâm nếu ông bước ra khỏi phòng riêng này rồi xảy ra vấn đề gì với sự an toàn của ông thì cũng đừng trách hai anh em chúng tôi lâm tân chưa từng phải chịu ấm ức như vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi mình bỏ tiền ra thuê người bảo vệ mình chứ không phải bỏ tiền ra để chịu tội nhưng nghĩ đến đối phương là người nhà họ đường lâm tân lại phải đè nén cơn giận trong lòng chú lâm chú vào đi lưu tiểu viễn mỉm cười nói xin lỗi cháu tiểu viễn lâm tân cảm thấy chuyện xảy ra tối nay đều là lỗi của mình nên chân thành xin lỗi lưu tiểu viễn chú lâm chú đừng nói vậy lưu tiểu viễn nói được rồi chú lâm cháu đi trước tạm biệt ra khỏi khách sạn cát thành lưu tiểu viễn hít một hơi không khí trong lành nhìn khách sạn một cái rồi lắc đầu Lưu Tiểu Viễn thật không hiểu, sao trên đời lại có những người không biết trời cao đất rộng như đường văn và đường võ, nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng, không coi ai ra gì của hai người họ, Lưu Tiểu Viễn liền nghĩ sao xét không đánh chết hai người họ luôn đi cho rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, rừng rộng thì có đủ loại chim muôn, Lưu Tiểu Viễn lái xe trở về khách sạn, vừa đúng lúc gặp Dương Tử Hàm tan làm. Tử Hàm, lên xe đi. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay gọi Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm mỉm cười chạy đến, rồi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn Sau khi Dương Tử Hàm thắt dây an toàn xong Cô ấy cẩn thận quan sát tình hình bên trong xe Thấy Dương Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhận được hỏi Tử Hàm, có phải cô cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao tôi lại mua một chiếc xe bán tải không? Dương Tử Hàm cũng không giả vờ, gật đầu Bởi vì theo Dương Tử Hàm, dù Lưu Tiểu Viễn không mua được xe ô tô tốt hơn Thì cũng sẽ mua một chiếc xe ô tô hoặc xe SUV để làm phương tiện di chuyển nhưng lưu tiểu viễn lại khiến mọi người bất ngờ khi mua một chiếc xe bán tải lưu tiểu viễn cười nói bố mẹ tôi thấy xe bán tải tốt lắm vừa chở hàng vừa chở người sau này tôi nghĩ lại cũng thấy đúng tuy xe bán tải không đẹp bằng xe ô tô nhưng xét về tính thực dụng thì xe bán tải vẫn tốt hơn giống như đàn ông vậy chỉ đẹp trai thôi thì chẳng có ích gì còn phải kiếm được tiền đàn ông vừa đẹp trai vừa kiếm được tiền giống tôi thì chắc trên đời chỉ có một mà thôi nghe lưu tiểu viễn tự khen mình như vậy dương tử hàm không khỏi che miệng cười một lúc rồi nói chưa thấy ai tự khen mình như vậy bao giờ lưu tiểu viễn thấy dương tử hàm cười để lộ núng đồng tiền khiến trăm hoa cũng phải lu mờ tôi nói thật mà lưu tiểu viễn nghiêm túc nói đúng đúng là anh nói thật chỉ có điều toàn là nói dối dương tử hàm cười khúc khích cứ vừa nói vừa cười như vậy chẳng mấy chốc đã đến nhà dương tử hàm vừa đến nhà dương tử hàm lưu tiểu viễn không khỏi nhớ đến tình hình bệnh tình của mẹ dương tử hàm nhớ đến tình hình bệnh tình của mẹ dương tử hàm lại nhớ đến chuyện tuyết hương thảo ngồi ở nhà dương tử hàm một lúc lưu tiểu viễn lái xe về nhà về đến nhà bố kéo lưu tiểu viễn sang một bên hỏi tiểu viễn bao giờ mẹ tuyết kỳ mới về tối nay tuyết kỳ lại làm ầm lên cứ đòi mẹ bố và mẹ con phải dỗ mãi mới dỗ được tuyết kỳ bố cũng biết lúc tuyết kỳ mới về nhà ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm bây giờ thì xem kìa lưu tiểu viễn đành nói thật với bố mình nói bố ơi thực ra con cũng không biết mẹ tuyết kỳ bao giờ mới về vì con gọi điện cho cô ấy thì máy tắt bố nói tiểu viễn con xem liệu có phải tình hình là thế này không mẹ tuyết kỳ có người đàn ông khác ở bên ngoài nhưng người đàn ông đó không chấp nhận mẹ tuyết kỳ đưa con theo nên mẹ tuyết kỳ đã bỏ tuyết kỳ cho con nuôi rồi cô ấy theo người đàn ông đó bỏ trốn trời ơi trí tưởng tượng của bố thật đúng là quá phong phú rồi nếu để bố đi làm biên kịch thì không biết trên màn ảnh sẽ lại xuất hiện thêm bao nhiêu bộ phim truyền hình máu cho đây nhưng nói đi cũng phải nói lại khả năng này cũng có thể xảy ra đôi khi thực tế còn máu chó hơn cả trên phim truyền hình bố ơi chúng ta đừng đoán mò ở đây nữa chắc mấy hôm nữa là có tin tức của mẹ tuyết kỳ thôi lưu tiểu viễn nói lưu tiểu viễn cũng chỉ nói vậy thôi còn mấy hôm nữa có tin tức của Vương Tình hay không thì Lưu Tiểu Viễn cũng không biết. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vẫn dậy sớm tập luyện bát nhã trưởng. Tập xong một bộ trưởng pháp, bố anh đi đến hỏi, Tiểu Viễn, con nói cho bố biết, con học võ với ai, chuyện hệ thống là chuyện lớn, mà bố lại thích uống rượu khoác lác, nên Lưu Tiểu Viễn không định kể chuyện về hệ thống cho bố mình biết, lỡ bố anh uống say nói ra chuyện hệ thống thì không hay. Ba, con chỉ tập luyện lung tung vậy mà thôi lưu tiểu viễn tùy tiện tìm một cái cớ nói bố lưu tiểu viễn nhìn anh nói tiểu viễn con đừng lừa bố bố thấy từ khi con về cả người con đã trở nên khác trước rồi con nói cho bố biết rốt cuộc là có chuyện gì bố bố nghĩ nhiều rồi con có gì khác trước chứ con vẫn là con trai của bố mà nếu nói con có gì khác trước thì có một điểm là trước kia khi con đi học chỉ biết tiêu tiền còn bây giờ thì có thể kiếm tiền rồi lưu tiểu viễn cười nói bố lưu tiểu viễn nhìn anh một lúc rồi nói đúng là như vậy trước kia khi con đi học gia đình phải gánh vác nhiều bây giờ con tốt nghiệp tìm được việc làm không những trả hết nợ cho gia đình mà còn mua được xe rồi nghĩ đến đứa con trai của mình có tiền đồ như vậy trên mặt bố anh lập tức nở nụ cười đắc ý quên hết những nghi ngờ trước đó còn nghĩ rằng sau khi ăn sáng xong sẽ đi khoe khoang ừ bây giờ con trai mình có tiền đồ rồi cảm thấy đi đứng cũng có khí thế hơn nói chuyện cũng to tiếng hơn bố anh đã nghĩ như vậy lưu tiểu viễn đến khách sạn làm việc lại gọi điện cho vương tình một lần nữa nhưng kết quả vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy chết tiệt vương tình không phải thật sự như lời bố mình nói bỏ trốn với người đàn ông khác rồi đấy chứ đúng lúc lưu tiểu viễn đang nghĩ về vấn đề của vương tình thì điện thoại đổ chuông anh lấy ra xem là lục tư giao gọi đến sau khi nghe điện thoại lục tư giao nói hôm nay cô được nghỉ hỏi lưu tiểu viễn có rảnh không lưu tiểu viễn biết lục tư giao hỏi anh có rảnh không chính là muốn anh dạy cô tập võ dù sao cũng không có việc gì hơn nữa dạy một người đẹp như lục tư giao tập võ còn có thể tiếp xúc cơ thể chuyện tốt như vậy sao anh có thể bỏ qua được vì vậy hai bên hẹn gặp nhau tại một quảng trường nhỏ trong thị trấn quảng trường ở thị trấn thực sự rất nhỏ nhưng mặc dù quảng trường nhỏ bên cạnh quảng trường lại có một đại lộ rợp bóng cây hai bên con đường này mọc đầy những cây bạch dương xanh tươi Bây giờ đang là mùa hè, cây bạch dương mọc cao, cành lá sung xuê, vì vậy, cây bạch dương vào mùa hè là nơi che bóng mát lý tưởng. Chọn nơi này để tập võ, quả thực là một lựa chọn không tệ. Khi Lưu Tiểu Viễn đến quảng trường, Lục Tư Giao đã đến rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn từ trên xe bán tải bước xuống, cô lập tức chạy tới đón. Chuyện Lưu Tiểu Viễn lựa chọn mua một chiếc xe bán tải, Lục Tư Giao cũng thấy không hiểu được. Chiếc xe này tốt, vừa chở người vừa chở hàng lưu tiểu viễn cười vỗ nhẹ vào chiếc xe bán tải mới mua của mình lục tư giao cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề chiếc xe với lưu tiểu viễn nữa vì hôm nay cô đến là để nhờ lưu tiểu viễn dạy mình tập võ đi chúng ta đến đó lục tư giao chỉ vào đại lộ rợp bóng cây sau đó nắm tay lưu tiểu viễn đi về phía đó đến đại lộ rợp bóng cây lục tư giao nhìn lưu tiểu viễn với vẻ mặt đầy mong đợi hỏi anh hôm nay định dạy cô điều gì lưu tiểu viễn nói thế này trước tiên tôi sẽ đánh một lần nắm đấm mảnh hổ cho cô xem được lục tư giao vui mừng vỗ tay tỏ ra rất phấn khích lưu tiểu viễn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đánh nắm đấm mảnh hổ như nước chảy mây trôi đánh xong một bài quyền tráng lưu tiểu viễn đã lấm tấm mồ hôi mặc dù ở dưới bóng cây nhưng nhiệt độ mùa hè rất cao chỉ cần dùng một chút sức là sẽ đổ mồ hôi lục tư giao thấy lưu tiểu viễn đánh xong bài nắm đấm mảnh hổ này thì trong mắt dường như muốn bắn ra những ngôi sao nhỏ quả thật quá đẹp trai quá có phong độ đàn ông rồi bài quyền này mình nhất định phải học nhất định phải học lục tư giao thầm thề trong lòng đợi lưu tiểu viễn đánh xong lục tư giao lập tức nắm lấy cánh tay lưu tiểu viễn nói lưu tiểu viễn mau dạy cho tôi mau dạy cho tôi lưu tiểu viễn nói vừa nãy tôi đã đánh một lần cho cô nhìn rồi cô coi nhớ được bao nhiêu đánh lại cho tôi xem. Á, à. lục tư giao không ngờ lại là như vậy. Vừa rồi cô chỉ mãi nhìn mà không ghi nhớ. Bây giờ lưu tiểu viễn bảo cô tập lại, cô làm sao mà tập được? Lưu tiểu viễn cũng biết bất kỳ ai lần đầu tiên chắc chắn không thể tập trọn vẹn một bài, trừ khi gặp phải thiên tài. Vì vậy, lưu tiểu viễn lên tiếng an ủi, không sao đâu, tư giao nhớ được bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu. Nghe lưu tiểu viễn nói vậy, lục tư giao mới mạnh dạn hơn một chút bắt đầu đánh lại theo trí nhớ của mình. Một bài nắm đấm mảnh hổ đánh xong, Lưu Tiểu Viễn suýt bật cười, vì Lục Tư Giao đánh bài nắm đấm mảnh hổ này hoàn toàn không ra đâu với đâu cả. Thấy vẻ vừa muốn cười lại vừa không dám cười của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao tức giận dậm chân, giận dỗi nói, Lưu Tiểu Viễn, không được cười, ha ha, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng không nhịn cười được nữa, vừa cười vừa nói, được, tôi không cười, tôi không cười, đáng ghét, lục tư giao thấy lưu tiểu viễn như vậy tức giận dậm chân thêm một cái được rồi được rồi lưu tiểu viễn cuối cùng cũng nín cười nói được rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô tập nắm đấm mảnh hổ nhé vì vậy trước tiên lưu tiểu viễn ra một chiêu để lục tư giao nhìn sau đó lục tư giao bắt chước theo còn lưu tiểu viễn đứng bên cạnh thấy chỗ nào của lục tư giao không chuẩn thì tiến lên hướng dẫn cô sửa lại như vậy tay phải này đưa lên cao một chút đúng rồi cứ như vậy lưu tiểu viễn từ phía sau nắm lấy hai tay của lục tư giao tận tay hướng dẫn lục tư giao đây là lần đầu tiên lục tư giao được đàn ông nắm tay như vậy ngửi thấy mùi đàn ông tỏa ra từ người lưu tiểu viễn lục tư giao như ngửi phải thứ thuốc mê nào đó toàn thân mềm nhũng không còn chút sức lực nào lúc này trong đầu lục tư giao không còn quyền pháp gì nữa mà chỉ toàn là hình bóng của lưu tiểu viễn hai mắt cũng trở nên mơ màng ê lưu tiểu viễn thấy lục tư giao mềm nhũng cả người dáng vẻ như sắp ngã xuống còn tưởng lục tư giao bị say nắng vội vàng đỡ lấy lục tư giao giự cô đến một bên ngồi xuống quan tâm hỏi tư giao cô không sao đấy chứ lục tư giao nào phải bị say nắng sắp ngất rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo không còn chút sức lực nào tôi không sao lục tư giao liếc nhìn lưu tiểu viễn trái tim thiếu nữ mừng thầm lưu tiểu viễn nói được rồi đưa tay cho tôi lục tư giao nghe vậy thì tim càng đập loạn xạ nghĩ thầm anh ấy bảo mình đưa tay cho anh ấy làm gì chẳng lẽ anh ấy muốn nắm tay mình hoặc muốn làm gì khác trong đầu lục tư giao tuy nghĩ lung tung nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra vẻ mặt e thẹn lưu tiểu viễn lập tức triệu hồi bác sĩ siêu phàm cấp thấp trong hệ thống bắt đầu bắt mạch cho lục tư giao thấy lưu tiểu viễn chỉ bắt mạch cho mình trong lòng lục tư giao vừa thất vọng lại vừa xấu hổ qua mạch tượng cơ thể lục tư giao quả thực không có vấn đề gì xem ra chỉ là nhất thời không thích ứng kịp mà thôi ngồi một lúc lưu tiểu viễn tiếp tục dạy lục tư giao tập nắm đấm mảnh hổ sau một hồi tập luyện lưu tiểu viễn và lục tư giao không thể tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể có vài lần tay của lưu tiểu viễn chạm vào ngực của lục tư giao mặc dù chỉ là chạm nhẹ nhưng lưu tiểu viễn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ở đó được rồi hôm nay tập đến đây thôi lưu tiểu viễn nói được lục tư giao gật đầu đáp lại dùng tay lau mồ hôi trên trán lúc này Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra quần áo của Lục Tư Giao đã ướt đẫm, như thể vừa mới từ trong nước bước ra vậy. Vì vậy, chiếc áo ngắn tay màu trắng mà Lục Tư Giao đang mặc trên người về cơ bản đã trở nên trong suốt. Trong phút chốc, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn dừng lại ở ngực của Lục Tư Giao. Mặc dù nơi đó được che chắn bởi nội y, nhưng vì hai bé thỏ trắng kia của Lục Tư Giao quá đầy đặn, nội y chỉ có thể che được một nửa, nửa còn lại hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, với tư cách là một người đàn ông lưu tiểu viễn chỉ có một suy nghĩ đó là muốn dùng tay chạm vào lục tư giao phát hiện ánh mắt của lưu tiểu viễn không ổn vội vã cúi đầu nhìn xuống ngực mình lập tức hiểu ra vấn đề lục tư giao xấu hổ quay ngoắt người lại nói lưu tiểu viễn mau nhắm mắt lại đi lưu tiểu viễn lại giả vờ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói ôi trời hôm nay mặt trời thật to và tròn lục tư giao nghe vậy không khỏi liên tưởng đến việc lưu tiểu viễn vừa nhìn vào nơi đó của mình cho rằng Lưu Tiểu Viễn nói mặt trời là giả, thực ra là đang nói đến chỗ đó của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.